Với bài số 17 cho show S1 và show S, nhiệm vụ của các bạn là thực hiện đếm số lần xuất hiện show 1 trong show S. Vậy thì để đếm số lần xuất hiện show 1 trong show S thì ta nhận thấy như sau. Ta sẽ thực hiện cái thao tác, các em sẽ thực hiện thao tác sử dụng cái thằng S.file thằng S1 để tìm kiếm thằng S1 trong show S. Nếu mà tìm thấy thì ta tăng biến đếm lên. Đấy, tìm thấy thì ta tăng biến đếm lên. Bạn chờ thầy tí. Cái server của thầy hôm trước nó bay màu nên mấy cái bạn bị mất tài khoản này. Chưa vào được. Các bạn nào trong quá trình làm mà bị mất tài khoản thì các em nhớ báo thầy để thầy cấp lại nhé. Cái file Excel này thì thật là vẫn mất mà. Hôm trước vui vui. Các bạn bé bé vừa nhắn cho thầy, bạn này là thủ khoa của lớp chuyên tin, một cô con gái khá ngầu. Lúc nào Hiếu và Việt và giúp làm quen với chị nhé. Con gái là thủ khoa lớp chuyên tin. Một chị rất siêu, tên là Cam Lý Tiểu Băng. Con gái tên đã rất đặc biệt rồi. Hôm sau Hiếu và Việt lại thầy cho em xuống đây với, cho em thi vào chuyên Yên Bái. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục nha. Bây giờ chúng ta cho show S và show S1 và show S. Vậy thì đề bài ta sẽ thực hiện nhập show S1 và show S. Nhớ rằng show S1 là show bên trên, show S là show bên dưới. Nhớ nha. Rồi chúng ta sẽ thực hiện tiếp công việc. Người ta yêu cầu là đưa ra số lần xuất hiện show S1 trong show S. Vậy thì về tư tưởng các bạn sẽ như thực hiện như sau. Sau khi free open xong thì bước 1 ta sẽ nhập số S và S1 và số S. Bước 2 ta khởi tạo P bằng 0, lưu vị trí bắt đầu tìm kiếm trong show. Ta khởi tạo Z là kết quả là lưu số lần xuất hiện của S1 trong S. Ở đây thì ta có thủ tục S.file S1P. Cái hàm này có nghĩa là tìm kiếm show S1 trong show S từ vị trí thứ P. Nhá. Tìm kiếm S1 trong show S. Để ghi chú ở đây. Tìm kiếm S1 trong show S từ vị trí P. Để tìm S1 trong show S từ vị trí P. Vậy thì các bạn nhận thấy rằng hóa ra để tìm được S1 trong show S thì chúng ta sẽ thực hiện các cái thao tác như sau. Đầu tiên thì ta sẽ thực hiện cái công việc là ta thực hiện là chừng nào cái thằng S1 đang còn xuất hiện trong show S thì chứng tỏ rằng thằng đây là một chỗ vị trí tìm thấy. Vậy thì biến đếm của các em sẽ tăng lên một đơn vị. Vậy thì biến red của ta sẽ tăng lên một đơn vị, red cộng cộng. Vậy thì vị trí tìm kiếm thì kế tiếp. Đấy. Vị trí tìm kia. Đấy. Vị trí tìm kiếm kế tiếp của chúng ta sẽ thực hiện cái công việc là tìm kiếm. Ví dụ nhé, thầy lấy sâu này. Lần đầu tiên thầy tìm thấy sâu AB. Vậy tí nữa thầy tìm sâu AB một lần nữa. Nếu mà thầy sử dụng thằng S.file S1 ấy, thì khi đó nó sẽ thực hiện tìm kiếm luôn, trả về luôn về vị trí này. Do đó thì muốn tìm kiếm đến vị trí kế tiếp là thằng AB này thì khi đó ta phải tìm kiếm từ vị trí kế tiếp của show. Vậy vị trí kế tiếp của show đó chính là cái thằng port mà mình vừa tìm thấy. Vậy thì nếu ta có S.file thằng S1 từ vị trí thứ P thì trả về vị trí show AB đầu tiên. Như vậy nó trả về vị trí này. Đấy, nên vị trí của ký tự A đây là 0, 1, 2. Vậy thì nó trả về số 2. Vậy thì tí nữa ta tìm thì ta sẽ tìm trong phần còn lại của dãy số. Nhớ nhé, ta tìm trong phần còn lại, tức là từ vị trí tìm thấy cộng lên một đơn vị. Thì đây ta có S.file thằng S1 từ vị trí thứ P cộng lên một đơn vị. Đấy. Thì lần sau nó tìm thì nó sẽ tìm ở nửa còn lại của dãy số. Đấy. Tìm ở nửa còn lại của dãy số. Sau khi tìm xong thì ta thu được kết quả của bài toán. Và đó chính là biến red, lưu số lần xuất hiện. Vậy thì ta đưa red ra. Đấy, các bạn thấy bài tập về show nó rất rất rõ ràng đúng không? Khi ta biết sử dụng các hàm và thủ tục trên show.
Rồi kế tiếp thì các bạn sẽ thực hiện cái công việc là thử code chương trình ta nhập sâu S1, nhập sâu S2, chừng nào mà nó còn còn nó trong sâu thì thực hiện cái công việc là tăng bình đệm lên và tìm kiếm nhảy con trỏ P từ vị trí tìm kiếm kế tiếp, sau đó ta đưa kết quả ra. Đấy, trên đây là cái bài toán đi đếm số lần xuất hiện sâu này trong sâu kia. Bên cạnh đấy thì với cái bài toán này ở giải thuật nâng cao thì nếu ta có nhiều sâu S1 mà muốn đếm sâu này trong sâu kia thì ta sử dụng một số các cái giải thuật nâng cao về sâu. Tuy nhiên tới thời điểm ở mức độ trung học cơ sở thì ta chưa dùng đến. Nhưng các bạn có thể nghe thấy một cái từ khóa như KMP, cây chia, rồi hát. Đó là những cái em sẽ sử dụng để đếm số lớp sâu này xuất hiện trong sâu kia một cách nhanh nhất.